Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, tăng 20,8% thay vì mức 1,49 triệu đồng một tháng như hiện nay, theo Nghị định số 24 ngày 14 tháng 5 2023 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với 9 nhóm đối tượng, gồm cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, v.v. Như vậy, mức tăng lương giữa các nhóm sẽ dao động trong khoảng từ hơn 400.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, tùy thuộc vào hệ số lương của mỗi công chức viên chức. Trong niềm vui phấn khởi, cán bộ công chức viên chức cũng mong giá cả thị trường đừng leo thang theo để cuộc sống của người lao động được tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Biên Hòa. Là một cán bộ công chức văn hóa xã hội tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, khi được biết thông tin sắp được tăng lương cơ sở từ 1 tháng 7 tới, anh Linh Minh Mỹ đã rất vui bởi đây là điều anh mong chờ từ rất lâu. Thực tế, đời sống cán bộ công chức viên chức hiện tại khá chật vật. Do vậy, nếu được nâng lương sớm sẽ góp phần cải thiện đời sống gia đình. Hay như chị Nguyễn Ngọc Bảo Quyên, công chức ở phường An Bình, hơn 10 năm qua, hàng ngày chị cùng đồng nghiệp tiếp nhận, xử lý và hướng dẫn hàng trăm người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Với khối lượng công việc nhiều, nhưng chị và đồng nghiệp luôn cố gắng hoàn thành tốt và mang lại sự hài lòng vui vẻ cho người dân. Tôi tham gia từ năm 1981 cho đến nay thì hiện nay là được hơn 40 năm. Tuy nhiên thì mức lương của tôi đến nay hiện nay đang hưởng thì nó 3,06. Thì mức lương hiện nay được hưởng hơn 5 triệu. Được nâng lương thì bản thân tôi cũng rất mừng. Tuy nhiên thì cũng kiến nghị là cố gắng làm sao nhà nước, chính phủ xem xét hỗ trợ cho những người khó khăn như bản thân tôi. Có những điều kiện, ví dụ là về mức lương hoặc là hỗ trợ cho nhà ở. Thì không chỉ riêng một mình tôi mà hầu như các cán bộ công chức đều hết sức phấn khởi về điều này. Tại vì đã hơn 3 năm thì đến bây giờ chúng tôi mới được tăng lương. Thì mọi người đều rất mong chờ theo cái, rất mong là cái quyết định được nhanh chóng thực thi để cho chúng cán bộ công chức chúng tôi có được một cuộc sống tốt hơn. Thời gian qua, để hạn chế tình trạng công chức viên chức xin thôi việc vì áp lực công việc lớn nhưng lương lại thấp không đủ trang trải cuộc sống, các cơ quan đơn vị đã luôn động viên tinh thần, tạo môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết để người lao động hoàn thành tốt công việc cùng đơn vị. Trong 3 năm qua, lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức không được điều chỉnh, nên nghị định tăng lương lần này của chính phủ là phù hợp, đáp ứng được mong mỏi của người lao động. Tuy nhiên, cũng cần kiểm soát tình trạng bảo giá, vấn nạn người bán hàng té nước theo mưa, lợi dụng việc tăng lương để đẩy giá lên cao từng xảy ra gây bức xúc trong dư luận. Tùy theo cái ngạch và tùy theo cái thời gian người ta công tác, thì mức lương nó cũng một số cán bộ công chức còn thấp. Ủy ban dân phường cũng luôn tạo điều kiện về cho cán bộ công chức về cái môi trường làm việc, cùng với công đoàn cơ sở phường cũng hỗ trợ cho những công đoàn viên của phường vào những ngày dịp lễ. Dù chính sách tiền lương đã trải qua nhiều lần cải cách, song vẫn còn không ít bất cập, đòi hỏi cần điều chỉnh kịp thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của người lao động.